chứ không viết dài dằng dặc như của bạn Hướng. Đó, không viết dài như này nhé, chúng ta chỉ viết rất là ngắn gọn thôi. Và thông thường ấy, những cái từ viết tắt của tiếng Anh thì chúng ta sẽ nên là có cái giải thích ý nghĩa ra, để còn tiếng Việt hầu như là chúng ta có hiểu hết rồi thì không cần phải viết tiếp gì cả. Ngoài ra thì một số bạn có thấy mẫu ở đằng sau nó có thêm một số dòng nữa thì nhớ là nếu không có đó, thì chúng ta bỏ đi. Còn nếu trong bài của chúng ta không có từ viết tắt nào thì chúng ta cũng bỏ đi. Nếu không có từ viết tắt nào chúng ta cũng bỏ đi, ok chưa? Còn nếu có từ viết tắt mà nó thực sự nó xuất hiện trong bài của chúng ta thì mới đưa ra. Kể cả bảng và hình cũng thế. Nếu mà chúng ta có bảng, có hình thì chúng ta sẽ đưa vào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không đưa vào. Với cái thứ hai nữa, đối với cái môn này là nó đột xuất nên là cô không bắt kẻ những lỗi này. Nhưng mà đến kỳ sau khi các bạn làm bài tập từ án hoặc bài tập lớn hoặc bài báo cáo các môn chuyên đề, các bạn mà mắc lỗi này là bắt buộc và chắc chắn 100% các bạn sẽ lại. Ví dụ như đây nhé, bạn Hướng đây chắc chắn là bạn không phải là dùng file, không phải dùng kiểu để sinh bảng một lục một cách tự động, mà đây là bạn có thể dùng tab hoặc chấm chấm xong đấy là tự đánh số trang. Thì không ai làm như này, tại sao? Bởi vì trong cái báo cáo chúng ta nó rất linh hoạt, sửa thêm liên tục. Và nếu mà chúng ta đánh trang này thì mỗi lần sửa cái hoặc các bạn sửa hình dạng cái là soi lại sửa trang cực kỳ mất thời gian, không ai làm như thế này. Đối với môn này không bắt bẻ nhé, đối với môn này không bắt bẻ, nhưng đến kỳ sau các bạn áp lực phải tương theo, tức là chúng ta sẽ phải tạo một lực tự động từ spa chỉ kiểu đây, những cái spa kiểu này. Thì thông thường ấy người ta hay để mức cao nhất là heading 1 mà nó đã có sẵn cho tất cả các cái phiên bản code rồi, mức thứ hai, mức thứ hai, mức ba. Thì báo cáo của chúng ta trong các bài tập lớn chuyên đề của án thì chúng ta chỉ thường là dùng đến ba mức thôi. Thế còn nếu mà chúng ta không thích heading 1, heading 2, heading 3 thì chúng ta có thể tự đặt các style của chúng ta, ví dụ mục lớn, mục nhỏ hơn, hoặc là mục to nhất, mục to thứ hai, mục to thứ ba. Thế là tùy chúng ta có thể đặt. À, thì cái này chúng ta nếu có thêm một cái kiểu mới thì chúng ta là tạo style. Đấy. Xong rồi sẽ định nghĩa cái style đây. Nó theo cái mô típ của chữ một thứ hai gì đấy. Và chúng ta cũng định nghĩa cái kiểu chữ rồi cỡ chữ rồi là cái style rồi. Cái này lên mạng có hết, video gieo trên YouTube có hết luôn. Đấy, công chữ rồi là cách dòng, cách đoạn paragraph là cách có cách dòng nhé, before after giữa các cái dòng với nhau. Form ở đây chúng ta sẽ có kể cả condense hoặc là dense, như là cái độ rộng với cái chữ vân vân nó sẽ có hết. Ở một số chỗ thì chúng ta sẽ chỉ đặc biệt trong một số chỗ thôi. Rồi đánh số, rồi tiếng tắt. Thì thông thường ấy cô hay dùng tiếng tắt, ví dụ cái mức to nhất thì cô hay dùng Ctrl 1, to 2 là Ctrl 2, Ctrl 3, hoặc có người đánh dấu là Ctrl A 1, Ctrl A 2, Ctrl A 3 để chúng ta biết mức to nhất, mức to thứ hai, mức to thứ ba. Để khi mà nó nhiều cái đây là cô cho Ctrl An Ctrl này, Ctrl An một thì tổ hợp ba phím này thì nó sẽ tự tạo chúng ta heading một, nhưng thực ra heading một ít thì heading hai ba sẽ nhiều. Đấy là cái tạo là style. Sau khi tạo style rồi đấy là cái đầu tiên. Đây ví dụ cái này Ctrl An một đấy, nó sẽ thành cái style một. Thì chẳng qua là cô không chưa đặt cái nó động hay nó nghiêng gì đấy, chúng ta có thể update. Chúng ta tự tạo ở đây xong rồi chúng ta update ở trên được. Đấy. Rồi nó tất cả những cái gì thuộc cái style này ở trong báo cáo nó sẽ tự động update theo cái format, theo cái mà mình định nghĩa cho cái kiểu này. Và khi đã có các cái style thì lập tức là chúng ta sẽ tạo hình, tạo cái bảng thuộc. Nó sẽ sinh cái cộng, nó dựa trên cái chúng ta đánh số cái file này để nó sinh một động.
À, ngoài ra như cô nói đúng đấy, nếu như không có hình, không có bảng, nhất là nội dung mà không có thì chúng ta bỏ qua. Ví dụ đây của bạn là chỉ có bảng thôi, hình chúng ta không có thứ hình nào thì cái nội dung này chúng ta có thể bỏ đi. Đấy, nếu mà chúng ta tạo một lục tự động ấy, thì khi mà chúng ta nhấn Ctrl và click vào đây, click trái ở đây, nó tự động nó nhảy đến cái chỗ luôn. Nhưng ở đây bạn không làm một lục tự động vì vậy nên là Ctrl click và nó sẽ không ra. Thế còn như cái các bạn vừa thấy cái bảng lục lục ở đây là bạn ấy vẫn dùng sẵn cái theo phong, chắc là theo cái format mà cô gửi, vì vậy là khi mà nó tạo một lục tự động như vậy, khi chúng ta nhấn Ctrl và click vào thì nó tự động nó sẽ tới cái nội dung này luôn. Đó. Thì đấy là các bạn có thấy sự khác nhau khi mà chúng ta tạo một lục tự động và không tự động. Còn nội dung thì cứ theo format này là rất là ổn rồi, chắc chắn là ổn hơn so với lớp khác. À, ví dụ đây là bạn mô típ từ cái bài đi khá là ổn đúng không? Chú ý là chúng ta không để quá nhiều dấu chấm nhé. Thường là có thì chúng ta được kê ra, mà không thì thôi. Cái đó nguyên tắc khi mà chúng ta viết một cái báo cáo cụ thể. Này, sang chương 2 là bạn ngắt trang này. Calculator khá ổn rồi đúng không? Và yêu cầu bài toán quản lý phòng ký túc xá như vậy là có đối tượng phòng. Thì thông thường đã quản lý nên ta mặc định là có nhập, thêm, xóa sửa. Cái chức năng xóa với sửa cô nói rồi nha, là chức năng mà không bắt buộc các bạn làm trong đối với môn cơ sở tự lập trình. Không bắt buộc phải làm sửa với xóa nhé. Đúng chưa? Bạn nào làm được thêm sửa và xóa thì tốt, mà không thì thôi. Vậy chúng ta làm trên kiểu dữ liệu mạch đấy, xóa nó khá là phức tạp, thêm đi xóa khá là phức tạp. Còn lại tìm kiếm, và chắc chắn là phải làm những cái bài toán giống như là cái bài toán cuối sách chúng ta, và cô để có ba bài đấy, có ba bài, hoặc là giống như cái bài kiểm tra final test chúng ta, nó sẽ tương tự như thế. Còn chức năng này không bắt buộc làm nhé, nhưng mà nếu bạn nào làm thì sẽ được điểm cao hơn. Tất nhiên là làm chúng ta phải hiểu chúng ta làm như thế nào và tại sao chúng ta phải làm như thế. Thế còn tìm kiếm thống kê chắc chắn là các bạn phải làm nhé, có thể là ít hơn nhiều. Cái sửa chắc chắn là các bạn phải làm được này, sắp xếp làm này. Ở đây là như vậy là bạn là bài bạn hướng như bạn có hai cái thông hai đối hai cái, thứ nhất là phòng, thứ hai là sinh viên. Được chưa? Nhìn ở đây thì chức năng nhìn đây thì sẽ có phòng với sinh viên, phòng và chưa có sinh viên, ở trên không thấy có sinh viên mà dưới lại có này. Đấy. Thì chủ nhân của bài này bạn hướng để ý nhá, ra là chúng ta chỉ có sinh viên hay là chỉ có phòng hay là có cả sinh viên của cả phòng. Đấy, nếu như đây là có cả phòng ký túc xá và sinh viên, hai đối tượng này, với hai đối tượng này nếu mà bạn làm tốt và phải tốt hoàn toàn có thể tương đối điểm 10. Nếu như có cả sinh viên nữa thì chỗ này bổ sung thêm thông tin nhé, chúng ta sẽ có cái chức năng làm việc đối với sinh viên. À, ví dụ phòng ký túc xá bạn sẽ có cái tên phòng, thứ ba tên phòng có thể là mã phòng, nhưng mà thông thử cái hệ thống ý, để cho nói chung là dễ thì thông thường theo kinh nghiệm mình ta hay đổi mã riêng, mã đấy thì có thể là đánh số tăng một cách tự động. Và trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thì sau các bạn học cơ sở dữ liệu thì các bạn có thấy là có luôn hệ thống tăng tự động luôn, để cho các đối tượng chúng ta nó sẽ không bị rồi mã nó sẽ là cái đại lượng quá, nó sẽ đại đặc trưng cho cái bảng ghi đấy nên là nó không được phép trùng nhau giữa các bảng ghi. Thế nên một số hệ thống mà người ta có thể dùng tên để làm quá luôn, có một số hệ thống kể cả tiền điện người ta vẫn cho tách riêng, vậy là chúng ta hoàn toàn có thể để này. Tuy nhiên là mã thì có thể là hiển thị đúng tiêu dùng không, tên là mã này. Số người đây là số người tối đa nhé, số người tối đa với số người thực ở khác nhau đấy. Ví dụ như một phòng của chúng ta cái loại loại phòng A là chúng ta được 6 người, nhưng hiện tại và thời điểm sắp chỉ sắp có 4 người
thôi. Đấy nên chúng ta nhớ là cái trường này nó sẽ khác nhau. Hơn nữa một phòng của chúng ta nó sẽ nhiều sinh viên. Vì vậy nên là chúng ta không thể đi này được, mà nó sẽ là một danh sách sinh viên ở đây, nó là một cái mạng sinh viên ở đây, chứ không thể là chúng ta có 6 sinh viên này, thì chúng ta lại có 6 trường mã và 6 trường tên sinh viên nó không được. Được chưa? Thì chỗ này thông thường là chúng ta sẽ là mảng chúng ta thì viết là array hoặc là mảng. Đấy. Ở trong đó sinh viên của chúng ta thì nó sẽ gồm có các thông tin. Đấy, sinh viên chúng ta sẽ gồm có tên sinh viên, số điện thoại, số phòng. Đấy, hoặc là nếu không là một số bạn sẽ hiểu ở đây là trưởng phòng. Tên trưởng phòng. Tức là phòng này thì tối đa 6 người, hiện nay có 4 người ở. Thu tiền điện nước của cái phòng này thì đấy thì người ta chỉ tính ra. Nếu là nhà trọ, tôi nói trong cái đích giá trong trọ người ta chỉ có trưởng phòng mới chỉ lưu thông tin của cái người trưởng phòng đấy thôi. Tức là ở trong ký túc xá thì ở đây là thư riêng, mỗi bạn phải tính riêng chứ không tính tính chung. Chúng ta cũng có thể gộp cả phòng đi nộp tiền, và không thì chúng ta cùng bạn nộp cũng được, để nó liên quan đến tiền. Và nếu thôi sau này các bạn nộp thì không đủ thì không được lấy bằng đâu. Đấy, cấu trúc nếu như mà bạn này làm cả quản lý sinh viên và quản lý phòng ký túc xá thì ở đây đã thiếu thông tin. Bởi vì cấu trúc dữ liệu ở đây thì có mỗi cấu trúc dữ liệu của cái phòng 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 ở ký túc xá thôi, chưa có cấu trúc dữ liệu của sinh viên. Và nên là bạn này cần phải rõ xem là cái bài toán mà mình làm mình có cái gì để cho nó đủ. Thế còn cả cái phần mà thiết kế mưu này các bạn làm tốt thì làm thôi, các bạn làm khuyến khích các bạn làm mã giảm, không thì các bạn chỉ nói tự nhiên. Ví dụ nhập thông tin thì đầu vào của chúng ta là gì? Ở đây chỉ là xác định đầu vào đầu ra đến là thôi. Ví dụ như là cái nhập thì công nói nhé, nhập thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu của tệp. Cái sửa thông tin chẳng hạn thì đầu vào chúng ta sẽ làm danh sách sinh viên đúng không? Bạn này cần rõ xem là làm danh sách làm quản lý sinh viên hay quản lý phòng ký túc xá nhé. Bởi vì có phần thì em chỉ nhắc tới phòng, có phần mình nhắc cả hai, có phần mình nói sinh viên. Nó không ổn và chúng ta phải thống nhất. Ví dụ như quản lý sinh viên thì ở đây chúng ta sẽ có danh sách sinh viên này. Đấy, sửa và chúng ta sẽ cái thông tin của sinh viên cần sửa đúng không? Thường là chúng ta cái muốn có thông tin được sửa thì chúng ta sẽ nhập vào mã sinh viên. Đấy. Đầu ra của chúng ta là danh sách sinh viên với thông tin của cái sinh viên này này đã được sửa. Đấy, thông thường các bạn chỉ cần xác định những cô đầu vào đầu ra đấy thôi. Cái này cần thiết khi mà chúng ta xây dựng chương trình cái module đầu vào chúng ta, một chúng ta dùng việc trong cục, hai là chúng ta sẽ dùng tham số truyền vào đầu ra, chúng ta một return, hai là chúng ta có thể dùng đến trong cục đầu ra. Nếu đầu nhiều đầu ra thì chúng ta sẽ dùng tham biến kiểu out. Đấy, ví dụ như là cái cách thức của chúng ta là sẽ gì đây? Tìm ở trong cái danh sách sinh viên này, cái gì danh sách đúng không? Nếu như thấy, thì ra là tìm kiếm, đúng chưa? Các bạn cứ hiểu nào, các bạn viết như thế. Chúng ta cứ hiểu như nào, chúng ta viết như thế trong danh sách sinh viên này. Thì chúng ta xảy ra những trường hợp nào đây? Trường thứ nhất là gì đây? Có cái sinh viên, nghĩa là có tồn tại cái sinh viên và cái mạng sinh viên này thì sao? Thì sửa thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ gì đây? Sửa đúng không?
cái này thì chúng ta chỉ cần chứa danh sách for y chạy từ 0 đến n trừ 1 y cộng cộng, rồi nếu như mà cái thông tin sinh viên là ai chấm mã sinh viên đấy thì chúng ta bằng cái mã sinh viên chúng ta cần tìm, thì chúng ta nên dùng equal nhé, nhưng mà dùng bằng được chúng ta nó là số hay là sâu đấy chúng ta linh lạc, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một công việc sửa, thì chúng ta chỉ gắn thôi, gắn cái thông tin ai này chúng ta sẽ nhận bằng cái thông tin người sinh viên mới new info student đúng chưa, và trong cái gán đấy thì nó sẽ nhận toàn bộ cùng với kiểu dữ liệu cấu trúc sinh viên, thì nó sẽ gắn kiểu struct sinh viên lấy toàn bộ luôn, nhớ đừng để trường hợp sâu ngọ thắng phân kia là được đấy, sửa thì đây. Thế còn nếu trường hai mà không thấy thì sao, bao giờ chúng ta cũng phải tính trường ngoại lệ nhé, và trường hai là trường ngoại lệ thì đây không tìm thấy sinh viên có mã như thế nào thì sao, thì thông báo ra thôi. Có mã là cái mã sinh viên mà chúng ta nhập vào. Đấy, và có làm gì không? Không làm gì cả. Đấy, thì như thế nào? Tức là mỗi một cái module ở đây, tức là chức năng đấy, thì các bạn cần phải xác định rõ đầu vào mình là cái gì, và mình lấy dữ liệu ở đâu, đầu ra thì cái gì, và hướng ra mình làm như thế nào. Và cái này thì bởi vì các bạn đã viết code rồi, nên là cái chuyện này rất là đơn giản. Và khi hỏi thì cũng chỉ loanh quanh những này thôi. Cái chương trình của bạn như thế nào thì giáo viên sẽ hỏi như thế, không hỏi cái gì ở ngoài, không hỏi cái gì căng xa, trừ khi mình hỏi lấy điểm số 10 thì mới hỏi sâu vào một chút. Thế còn bạn lấy điểm 9 trở xuống rất nhẹ nhàng, chương trình của bạn như thế nào hỏi như thế, không hỏi điểm nào. Thế nhưng mà 9 10 thì nó sẽ khác nhé, bởi vì nó liên quan đến 9 10 thì ta vẫn sẽ phải có một cái tư duy tốt một chút nữa này. Đấy, các bạn có thể viết dưới dạng như thế này, ngôn tự kia được, hoặc là cô nói là gì khuyến khích viết theo mã dạng đấy, nó đây đây đầu vào đầu ra đấy, mã dạng đây. Còn bạn nào như bạn này thì có được không, được cứ bằng lại thì gì cốt luôn cái cốt vào đấy là mã thật thì không sao, chứ muộn hơn. Bởi vì đây chúng ta mới môn đầu tiên, chúng ta tập dượt thôi mà. Và với việc làm như vậy, không phải là 20 trang hết bài và tháng các bạn đâu. Mà nếu mà các bạn đúng như chương trình của mình ấy, một chương trình rất là bình thường cũng phải đến được 30 trang rồi. Chứ đừng nói là không được 20 trang. Vì chúng ta có chức năng ở phương tiện thực tế đó, chúng ta có chức năng tìm kiếm những từ diễn phải có. Và thêm với xóa thì có thể có không, ở đấy là option nhé, các bạn option nhé. Tìm kiếm các trang phải có thể tìm kiếm theo mã, tìm kiếm theo tên và tìm kiếm theo một số chức năng khác, ví dụ quản lý sinh viên chúng ta tìm kiếm theo gì đến thống kê theo giới tính, thống kê theo quê quán, có thể là có những sinh viên mà các bạn có điểm đầu vào nữa, thống kê theo cái điểm đầu vào đấy, còn tìm kiếm chúng ta tìm kiếm theo tên, tìm theo quê, tìm kiếm theo mã, tìm kiếm theo giới tính, tìm kiếm theo lớp, cái phòng ký túc xá chúng ta tìm kiếm theo tên phòng, theo mã phòng, theo cái tình trạng phòng, tức là phòng trống, và tình trạng của chúng ta sẽ là số người ở trên cho tổng số đấy, thì người có thể thu phòng full hoặc là phòng phòng sắp tới người cả, và tìm kiếm theo cái tính chất loại phòng sẽ có rất là nhiều nha. Bạn nào vào tự động tắt mic đi nhá. Đấy, nói chung là phải thống nhất cái phần này, cái cấu trúc dữ liệu là cấu trúc dữ liệu là cái này, nhưng bạn phải bắt buộc các bạn phải có, các bạn xác định và cái kiểu dữ liệu này chúng ta chính là cái shop mà chúng ta xây dựng trong code, chúng ta nên buộc cái này các bạn phải là cấu trúc dữ liệu này, các bạn phải có cái module này các bạn cũng có. Tuy nhiên các bạn viết theo ý hiểu của mình,
đây rồi, viết tình yêu của mình. Đây là viết theo ngôn tự nhiên. Mã giải thì trong mẫu của nó rồi nhé. Đấy, hầu như là bài toán nào của cái module nào chúng ta cũng đều phải có danh sách. Nhưng mà nó không chỉ có danh sách đâu. Nếu sắp xếp ý, thì nó chỉ có danh sách thôi. Đúng không? Sắp xếp là cái danh sách chưa. Sắp xếp theo tên này. Đấy thì chúng ta sẽ là chỉ là danh sách sinh viên thôi. Thế đầu ra chúng ta có danh sách sinh viên sau khi đã sắp xếp. Cái này thì thuật toán mà chúng ta cứ nói là dùng thuật toán sắp xếp thôi, không phải là gì. Thì nó trong cấu trúc dữ liệu chúng ta có rất nhiều toán rồi. Còn bạn nào đấy thì có thể nói rõ là nó thuật toán là insertion, hay là selection, hay là buffer, hay là gì gì đấy. Tức là bạn dùng thuật toán nào thì rõ tên thuật toán ra là xong. Thì cái bài thuật sắp xếp thì chỉ có mỗi thế thôi nhé. Nhưng mà cái bài như cô nói được sửa hay là tìm kiếm thì nó không phải chỉ có mỗi danh sách sinh viên đâu. Tìm kiếm ấy thì chúng ta sẽ phải có gì? Có danh sách sinh viên nè. Và tiêu cái tìm kiếm theo mã thì nó sẽ là mã sinh viên nữa. Thế còn nếu tìm kiếm theo quê quán thì chúng ta sẽ có danh sách sinh viên và quê quán. Thế còn bạn nào mà tìm kiếm lên cao ấy, tức là chúng ta tìm kiếm theo nhiều tiêu chí. Thì lúc đấy chúng ta tìm kiếm theo hai tiêu chí chẳng hạn. Tiêu chí theo tên và tìm theo quê chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta ngoài danh sách sinh viên chúng ta sẽ có tên và cái quê nữa. Được chưa? Tức là tùy bài toán các bạn, các bạn xác định đầu vào, đầu ra. Và hướng giải quyết. Hướng giải quyết nhân bản tìm kiếm thì chúng ta cứ gì? Sử dụng thuật toán tìm kiếm, đúng chưa? Thuật toán tìm kiếm thì có rồi, trong cái bài cuối cùng có rồi, slide cũng có rồi. Bê vào hướng bước thì cái là xong. Nếu không thì chúng ta cứ nói sử dụng thuật toán tìm kiếm hoặc các bạn nói duyệt danh sách. Hoặc các bạn viết mã giải for y chạy từ 0 đến n trừ 1. Đấy, xong là viết giống kiểu này. Được không? Đó. Được. Chấp nhận hết. Môn này chấp nhận hết. Đấy. Tuy nhiên cái điều kiện này nó sẽ khác nhé. Dự kiến tìm tên thì chúng ta sẽ là IE của cái sinh viên IR chúng ta. Đấy, theo cái index Y và cái trường tên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái ký ức tên và để so sánh. Cô nhắc lại nhé. Cái này đầu vào đầu ra bắt buộc các bạn phải xác định được. Còn cái hướng và cái đầu ra là các bạn có thể tiết tiết hiểu như nào chúng ta biết như thế không quan trọng. Được. Nhưng các chức năng của chúng ta nên có. Tụ nhập nhập danh sách sinh viên nào thì có gì không? Đầu vào nhập danh sách sinh viên thì làm gì đó gì? Đầu ra sẽ nào vào là một danh sách sinh viên. Đúng chưa? Sửa chắc chắn nó có tại giao diện sinh là hát đây, bạn này chắc là hát trước. Như này thì với cái giao diện như này thì chúng ta chỉ cần mỗi bốn cái loại là xong đúng không? Nhưng cái này không phải bảng đâu, cái này là hình. Được. Cái này là hình, không phải là bảng. Và chúng ta nên để phía dưới. Đấy, và cô nói là cái đây muốn sợ lắm thì test code theo cái chương 4 này hoặc là chương 3.4 này chúng ta sẽ cho test code vào đây. Các bạn để chương 4 được nha, 3.4 này. Cái này thực ra 3.4 này nó phải là file 2, nó ăn heading 2 chứ không phải là dùng 2. Đấy, còn nếu mà chúng ta dùng đánh số, nhưng đánh số thì ra cô thật là nó thông minh quá, chúng ta không điều khiển được, nó rất là mệt. Như cô dùng quen rồi, rất là mệt luôn. Tại vì nó cứ nhảy cái bảng hết cả lên. Nên là cô để nó thông minh từ vừa thôi, không để đánh số tự động nữa, mà chúng ta tự đánh số. Nhẹ. Thì mỗi cái này chúng ta sẽ làm cái này heading 3 là hạn nhé. Đấy, có rồi. Mỗi cái này chúng ta sẽ chọn heading lên này. Các bạn nhìn nó đúng heading rồi. Thì đến lúc nó sinh bảng một lục ấy. Sinh một lục ấy. Bản thân là đây nó có rồi. Và không được sinh một lục thì chúng ta và sinh bảng một lục sau. Nếu mà cái
cái bảng lục thông thường thì chúng ta sẽ dùng hết lên 1, 2, 3, style 1, 2, style 3. Đấy, thì người ta lao động hỏi nó có thay thế cái bảng ban đầu không? À, nếu mà các bạn xin bảng hình và bảng cái danh sách hình, cái danh sách bảng nhé, một lượt hình, một lượt bảng nhé, thì chúng ta nhớ là chọn nơi. À, nhưng mà bài của bạn hướng này là chưa có hình với bảng nên là không có sai hình sai bảng. Thế còn nếu có sai hình sai bảng thì là chúng ta sẽ chọn cái đây, cô giả sử đây là hình một nhá. Cô lớp 3 chuẩn bị thi hệ đồng hành à? Còn cô lớp em bị thi rồi ạ. Ôi giời, thế sao không báo? Lớp em 3 giờ mới thi cơ, nhưng các bạn thi nhưng bọn em không được thi cô ạ. Nghĩa là làm sao? Đằng nào? Đằng nào chúng ta cũng sẽ phải dùng đến. Và biết được kỹ năng uốn này thì nó cũng là một cái mà giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi mà chúng ta làm đồ án một. Đồ án một là ngày chúng ta sẽ làm phức tạp nhất. Đấy thì bạn nào làm được cái này thì báo cáo nó sẽ đẹp. Nhưng cô không bắt buộc nhé. Nhưng mà nên, được chưa? Nên là nếu bạn nào có thời gian thì chúng ta nên làm cái bộ lực một cách tự động. Đấy, tránh trường hợp như bạn, bạn nếu như bạn biết là chịu khó, bạn ấy dò từng trang một xong bạn ấy gõ vào đây nhìn xấu xấu luôn. Nhưng mà nếu mà để tự động thì nó nhìn khuôn thì đẹp, và lúc mà nhìn một cái thì chúng ta sẽ biết chỗ nào chưa xử. Chứ còn nếu mà đánh bằng tay, làm bằng tay này nhá, nó sẽ không cập nhật cho các bạn đâu, tất cả đều là các bạn tự làm hết. Cứ mỗi lần thay đổi và trong khi nó không thích hợp cả, nó không đúng trong báo cáo mới nhất nữa cơ. Đây là làm một lực tự động để bắt buộc với sinh viên chúng ta, thì chúng ta đối với ngành chúng ta sẽ làm bài tập lớn rất là nhiều. Hầu hết các ba môn cơ sở này trên ngành các bạn là bài tập lớn hết. Thế nên là cái kỹ năng làm báo cáo này chúng ta kiểu gì chúng ta cũng phải thành thục. Thì này thì chưa bắt đầu, thì sau các bạn sẽ làm. Nên là có thời gian chúng ta làm luôn. Thế còn như nội dung như bạn thì cái này không hát như là ok rồi đúng không? Không hát như là đẹp rồi. Vấn đề gì cả, anh rất là đẹp, anh đề hai tên cách dòng ở đây thì bạn cách cái dòng có single line thôi. Thế bạn nào muốn dài thì chúng ta có để một chấm, thường là 1.2 đến 1.5 line. 1.5 line thì nó sẽ hơi rộng, nhưng nhớ phải thống nhất trong thẳng điện và cả hai điện. Thế còn thông thường hay để 1.2, 1.5 line cách dòng thì nó sẽ đẹp. Đây là 1.2. Thế còn nếu là để single line ấy, thì nó sẽ rất là zip. Sẽ hơi zip. Thông thường thông thường báo cáo chuẩn người ta không để single line. Thông thường người ta hay để 1.1 đến 1.5. Đấy là cách chọn. Thế còn format thì thế này là ok rồi nhé. Đấy, như tôi nói là cái code chúng ta sẽ chú trang rồi chúng ta đặt vào trang cuối. Mỗi bài các bạn chỉ cần một đối tượng, không cần nhiều. Thế nhưng mà cố gắng là hai đối tượng của bạn căn cứ một chút thì có cái mà đúng không? À, tuy nhiên là cũng yêu cầu cái phần kết luận đánh giá này, kết luận đánh giá cái phần cuối, tức là phần nào các bạn cũng phải nói được đúng không? Và cái kết luận đánh giá là bạn viết ở đây là được nói luôn. À, như bạn thế này cũng được rồi. Đó. Nhớ là chữ cái đầu chúng ta viết ra nhé. Thì ở đây là kết quả được, đây là bạn đã gì đấy hoàn thành được cái chúng ta ít khi bao giờ hoàn thành, hay là cái xây dựng được ứng dụng, xây dựng thành công ứng dụng. Bài quả đi rõ ra ok. Cũng có thể tham khảo được cách viết này của bạn. Rồi cô sẽ nói sơ qua về các cái bài trong đây nhé.
trang bìa là các bạn sẽ phải chỉnh lại, không thể để quá số đi. Ok, này của bạn đang làm sao đi? Đấy, nói chung là bạn co kéo hoặc xóa gì đấy. Và cái này sẽ tính là cái trang bìa, thường trang bìa chúng ta không đánh số trang. Tuy nhiên là đối với môn này thì không bắt lỗi chỗ đấy, nhưng mà đến khi sau sẽ bắt lỗi. Tôi nhắc lại là đối với môn này không bắt lỗi quá chặt thì sau sẽ bắt lỗi. Môn này chỉ là khuyến khích các bạn. Tốt nhất khuyến khích các bạn còn không bắt lỗi gì cả. Nhưng mà phía sau và đồ án bài tập lớn nó cứ là bắt hết. Tốt nhất là các bạn sửa luôn. Những cái này không nhớ là trong mẫu mà chúng ta cứ Ctrl Enter là để chúng ta nhắc trang. Bạn này có vẫn còn để. Bạn là một code này là chưa đủ đâu nhé. Code này là chưa đủ đâu nhé. Thì chưa, code này chỉ là một phần để các bạn sẽ có cái mà báo cáo thôi. Còn cái báo cáo này để nộp cùng với điểm các bạn, nó giống như cái bài thi kết thúc phần các bạn, nên bắt buộc phải có cái cuốn báo cáo này. Cuốn báo cáo sẽ thay bài thi kết thúc phần của các bạn, nên bắt buộc phải có. Đấy, ở trang bìa thì chúng ta sẽ có cái thông tin này. Và đến hôm bảo vệ tí nữa, bạn là Hương bảo vệ thì cô sẽ bảo là mẫu thôi. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải chụp minh chứng. Mỗi bạn bảo vệ sẽ chụp lấy cái bìa, cái size đầu tiên. Tức là các bạn cử chỉ phải có xương. Nhưng mà có thể có ít hoặc có nhiều. Đấy là tùy thuộc các bạn. Nên cử chỉ phải có slide, có cái slide đầu tiên. Để nó có tên đề tài các bạn nhé. Có tên lớp, tên của các bạn, tức là có thông tin của bạn này, trình diện phải có, và phải có tên môn, chưa? Tức là làm nào slide đầu tiên của các bạn sẽ có những thông tin và chụp lên để làm minh chứng cho cái là bạn đã bảo vệ. Thế còn cái bài báo cáo thì các bạn sẽ thay bài thi kết thúc phần lên, bắt buộc phải có. Còn code các bạn nộp kèm thì nộp, mà không nộp thì thôi. Chỉ khuyến khích nộp thôi, được chưa? Cái PowerPoint này, cái code CS này là khuyến khích nộp, không nộp không sao. Báo cáo bằng doc và PDF bắt buộc phải nộp, không thể không có. Và video môn này chúng ta sẽ trong khoảng 20 đến 30 trang, tất nhiên bạn nào chỉ làm 15 16 trang thì thôi, không sao, không sao cả đâu. Nên là những bạn mà làm ở quán điểm không thể lên 90 được nhé. Đấy, comment thì cứ thế này thôi. Chúng ta cứ theo comment này là được rồi. Ta thử xem bạn là trường. Cố gắng không để một dòng này nhé. Tất cả chúng ta không để cả một trang là các bạn thấy có một dòng này mình có buồn cười. Cũng buồn cười đúng không? Nhưng mà kiểu gì thì chúng ta không nên để như thế. Đó, đánh trang này rồi được rồi. Ok, cô nghĩ thầy nhìn comment của bạn thường cái này có ổ không chấm chấm này nhé. Cô nhắc lại rồi, không có chấm chấm. Chúng ta có thì chúng ta đưa vào, không có thì thôi. Ví dụ như của bạn là quản lý băng đĩa, thì chúng ta có băng đĩa số lượng đơn giá này nhỉ. Okay. Thế thì cái cấu trúc dữ liệu ở đây là các bạn phải ghi rõ muốn thực hiện dữ liệu gì. Không, đây là các cái thông tin thuộc về đối tượng băng đĩa mà nó phải đối tượng nha. Các mẹ đội bóng ở đây à, sân bóng chính phương chưa sửa rồi. Cái này nhìn ở đây thì cô thấy chỉ có băng đĩa thôi, được chưa? Nên là nó không có danh sách đối tượng. Trường nhá, Lê Xuân Trường nhá, ở đây là không có danh sách đối tượng. Của em chỉ có mỗi băng đĩa thôi, nên không có đối tượng gì cả. Em chỉ có một bảng duy nhất thôi, đấy là bảng băng đĩa. Tức là có một cái struct duy nhất thôi. Đấy, thì có bốn cái thông tin của cái băng đĩa đấy thì em nhớ để chuyển dữ liệu vào.
theo cái format như thế này. Bạn trường trường nhá, xem lại nhá. Đấy, thế còn cái module ở đây thì như đã cô nói rồi, chúng ta phải xác định về đầu vào đầu ra để mình giải quyết. Ok, như thế này được này. Tự tìm kiếm măng đĩa này, bạn viết này. Input này chưa đủ, chúng ta sẽ không phải có tên măng đĩa nữa mà sẽ phải có gì? Cả danh sách măng đĩa nữa cho em. Cái đầu vào đấy, và cách thức ở đây là ok này. Cái này dùng, đây là chỗ nào không dùng mã thì dùng ngôn ngữ tự nhiên, không vấn đề gì cả. Ok, đây là bạn đến, và dựa vào đến nó chỉ thấy và không tìm thấy. Nhớ nó phải lưu được. Ok, có thể viết thế này là được rồi. Bạn này là bạn là... và những phần khác cũng như thế này thôi. Như này được rồi nhé. Trường chỉ sửa lại cái phần cấu trúc dữ liệu của cái bảng băng đĩa thôi. Và nếu bạn nào ngại làm về cái giao diện này, mất thời gian này, cô bảo là chụp mà mình chạy, lúc mà chúng ta chạy ra con màn hình đen thì hướng dẫn các bạn sửa rồi đúng không? Chúng ta sửa cái màn trắng thì không được để màn hình đen được, cái này gì chụp cái đấy lên, đỡ phải viết sang diện như thế này. Từ kia rằng là chúng ta cũng phải có chương trình, được chưa? Và để chương 4 cũng được nhé, mà để 3 chương 4 cũng được. Nhưng mà nếu bạn để chương 4 thì chỗ phần cuối cùng ấy, đây là chúng ta sẽ phải để 5 chấm, được chưa? Và muốn để giữ nguyên 4 chấm này đỡ phải sửa thì đây chúng ta để 3 chấm 4. Vì cái phần kết luận thì chúng ta không phải sửa lại nữa. Nhưng mà sao của bạn nó cứ cái này nó cứ nhảy đi nhỉ? Mà không quan trọng đâu, cứ có báo cáo này được rồi. Mà nhớ thêm phần kết luận và đánh giá ở đây nhé. Chắc là bị ẩn đi hay sao? Và nhớ thêm vào phần 4 kết luận và đánh giá ở đây này. Ok, viết này được rồi. Cô thấy bạn trường báo cáo cứ format như này là ổn rồi nhé. Nhớ là sửa lại cái chỗ cấu trúc dữ liệu của module, có thêm nữa thì thêm. Đấy, cứ làm như này thôi. Làm chắc là phải xóa đi cốt lại rồi chứ không. Cắt chỗ này đi, để dĩ phải cắt đi. Đó, để cho nó sáng cái trang đầu đi, không để nha. Sau buổi này thì lớp mình về làm cái mục lục trình vẽ luôn nhé. Ồ, tự động luôn, giống như làm nhé. Nhớ là cái chữ viết tắt thì bao giờ cũng viết in nhé, đấy là nguyên tắc. Ok, đó, đấy. Chỗ này nhớ là về học luôn. Nó chỉ mất một lúc thôi mà. Không nên mất một buổi sáng, buổi chiều. Cái chỗ này chúng ta thành một thói quen rất là không tốt đây này. Tức là nguyên tắc là khi mà chúng ta soạn thảo nhé, thì dấu. Đấy, dấu viên liền với từ đằng trước và cách từ đằng sau một ký tự. Nam để ý nhé. Vâng. Đấy, sửa một toàn bộ của ở trong báo cáo của mình. Và các bạn khác mình mắc lỗi này thì chúng ta sửa luôn. Bạn đã để căn lề hai bên nên là nhìn nó sẽ khá dễ nhìn. Cách dòng nhìn cũng dễ nhìn rồi. Một số bạn là ở trang này thì để single line, trang này thì để 1.5 line, chỗ này thì để before after là 6, chỗ kia để before after 12, chỗ kia để before after là không, nhìn nó rất là buồn cười.
nếu là trong toàn bộ cái chúng ta phải thống nhất là được. Cô nhắc lại là môn này không môn này của chúng ta không bắt lỗi, nhưng đến môn sau sẽ bắt lỗi, nhưng tốt nhất chúng ta sửa luôn. Cũng qua đây chúng ta học luôn. Ok, bà của bạn chỉ có một bệnh nhân này. Không phải đối tượng. Đây toàn bộ thông tin về một bệnh nhân thôi. Khi em bài này của em không cần phải đi nhiều ngày, em chỉ cần một bệnh nhân thôi. Và bệnh nhân chúng ta sẽ có một mã bệnh nhân, có giới tính, có loại bệnh, có ngày tháng hoặc là cái gọi lịch sử khám. Nên thêm một trường nữa. Thế nhưng mà làm rồi thôi, mà không thì người ta có thể thêm một trường nữa. Những cái bạn mà có hai đối tượng này lên thì mới có bảng này nhé. Còn một đối tượng như này thì chúng ta không có bảng nữa. Đấy, cái chỗ nào nó mà không minh quá thì chúng ta xóa hay chúng ta để cho nó không thông minh nữa. Ok, chỗ này không có thêm là xóa, thêm là xóa không mắc buộc nhé. Thế còn cái việc mà quản lý thông tin rồi sửa rồi tìm kiếm thống kê là mắc buộc. Thực ra nếu các bạn không làm được cái thống kê thì điểm thấp đi thế thôi. Đấy nhá, cái chỗ hình này Nam sẽ sửa lại cái để đặt một style, được chưa? Style đây em có thể để là một cái hình hoặc hình vẽ. Thông thường ở đây để thế hoặc là để figure thì ngay. Ăn sữa thì những cái hình này thì chúng ta sẽ để đúng theo cái đấy, khi đó khi mà đã có sao hình rồi thì cái danh mục hình này thay vào cái việc cái bảng này này thì chúng ta sẽ chèn hình vào, chèn cái mục lục các cái hình vào. Và nhớ là dịch thường nó sẽ mặc định cái hết nhưng một chút lên hai thì chúng ta sẽ bỏ hết cái option này đi và chỉ để có mỗi cái hình thôi. Cái style mà chúng ta vừa đặt, ví dụ cô đặt hình vẽ đấy. Và nếu mà người hỏi là có thay cái bảng mục lục ban đầu thì nếu là không thì đây chính là cái bảng mục lục. Như vậy là thiếu cái hình một đúng không? Lại tìm ra cái hình một nó ở chỗ nào. Đấy, xong update. Ở trên nó chỉ trang ở dưới nó update cả nội dung. Đấy thì lúc mà chúng ta cũng rất là tiện. Đấy, bảng lục chúng ta sẽ nhảy vào trực tiếp chỗ đây được sửa luôn. Đấy, hôm nay thì về học luôn cái bảng lục hình luôn. Cái này chắc chắn nó phải chú ý.
chịu khó gọi cái chữ Hưng Yên ở dưới rồi. Thôi nha, gửi lại bài của Nam nhé. À, các bạn đã hình dung ra một cái bài như thế nào rồi đúng không? Nói chung lớp mình làm là thế này là nộp được rồi. Nói chung là nộp được rồi. Còn là bạn nào ok, bạn Tuấn bảo là ok này. Nếu là bạn sẽ chỉ có mỗi mặt hàng nên bạn đọc như thế này. Thế thôi, báo cáo. Đây ạ. Chúng ta chụp luôn cái màn hình vào như này thì đỡ phải lấy giao diện. Nhưng mà sao bảo này quen chụp cả màn hình như sao? Nếu mà em chỉ can chôn an print scan thôi thì nó chỉ chụp cái chỗ màn hình đấy thôi. Và cái code này nhá, code này chúng ta nếu mà để này nó giống như phụ lục, và phụ lục thì không tính báo cáo. Tốt nhất là code này chúng ta để phần 3.4 trước một cái lượng đánh giá, cái lượng đánh giá sau cùng. À, ok, cứ thế thôi. Chắc là mấy bạn cũng như vậy. Cái này nhớ là nếu không có thì bỏ đi nha Dũng nhá. Cái này được rồi. Đã ổn rồi. Nếu mà như cô cho một điểm báo cáo thì đã hoàn toàn đối tượng chúng ta lấy được một điểm. Ok. Thôi đến lượt Hưng báo cáo nhá.